bốn mốt phẩm nêu cờ bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng bạch đức thế tôn đại bồ tát nên hành bát nhã ba la mật đa như thế nào phật dạy này thiện hiện khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành sắc là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thọ tưởng hành thức là hành bát nhã ba la mật đa cho đến chẳng hành trí nhất thiết là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sắc hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa như vậy, cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc hoặc vui hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Như vậy, cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc vui hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc vui hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành trí đạo tướng chính nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, còn chẳng thấy sắc thọ tưởng hành thức huống là thấy sắc thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Như vậy cho đến còn chẳng thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, huống là thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh lại nữa thiện hiện khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sắc viên mãn chẳng hành sắc chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thọ tưởng hành thức viên mãn chẳng hành thọ tưởng hành thức chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến chẳng hành trí nhất thiết viên mãn chẳng hành trí nhất thiết chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng viên mãn chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa vì cớ sao này thiện hiện khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa còn chẳng thấy chẳng đắc sắc thọ tưởng hành thức huống là thấy có đắc sắc thọ tưởng hành thức hoặc viên mãn hoặc chẳng viên mãn như vậy cho đến còn chẳng thấy chẳng đắc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng huống là thấy có đắc trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc viên mãn hoặc chẳng viên mãn khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng bạch đức thế tôn lạ thay đức như lai ứng tránh đẳng giác khéo vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa tuyên nói tướng chấp trước tướng chẳng chấp trước phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói tất cả như lai ứng tránh đẳng giác khéo vì các thiện nam tử thiện nữ nhân đại thừa tuyên nói tướng chấp trước tướng chẳng chấp trước lại nữa thiện hiện khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sắc hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành nhãn cho đến ý hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sắc cho đến pháp hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành nhãn thức cho đến ý thức hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành nội không cho đến vô tính tự tính không hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến chẳng hành mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc chấp trước hoặc chẳng chấp trước là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành quả dự lưu nhất lai, bất hoàn, a-la-hán, độc giác bồ đề hoặc chấp trước, hoặc chẳng chấp trước, là hành bát nhã, ba la, mật đa, chẳng hành tất cả hạnh đại, bồ tát, vô thượng, chánh đẳng, bồ đề của chư Phật, hoặc chấp trước, hoặc chẳng chấp trước, là hành bát nhã, ba la, mật đa. Này thiện hiện khi đại bồ tát, hành bát nhã, ba la, mật đa như thế, như thật biết rõ sắc không có tướng chấp trước, chẳng chấp trước, thọ tưởng hành thức cũng không có tướng chấp trước, chẳng chấp trước. Như vậy cho đến như thật biết rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát, không có tướng chấp trước, chẳng chấp trước. Vô thượng tránh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng không tướng chấp trước, chẳng chấp trước. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn pháp tánh sâu xa thật là hiếm có hoặc nói hoặc chẳng nói đều chẳng tăng chẳng giảm. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, pháp tánh sâu xa rất là hiếm có, hoặc nói hoặc chẳng nói đều không tăng giảm. Này thiện hiện, giả sử như lai ứng tránh đẳng giác trụ hết thọ lượng, khen chê hư không, song hư không kia không tăng không giảm, pháp tánh sâu xa cũng lạ như thế, hoặc nói hoặc chẳng nói đều không tăng giảm này thiện hiện ví như huyễn sĩ đối với lời khen chê không tăng không giảm cũng không buồn vui pháp tánh sâu xa cũng lại như thế hoặc nói hoặc chẳng nói đều như kia không khác. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa là việc rất khó. Nghĩa là đối với bát nhã ba la mật đa đây, nếu tu hay chẳng tu thì cũng không tăng, không giảm, không buồn, không vui, không thuận, không trái. Song siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề thì thường không thối chuyển vì cớ sao bạch đức thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa như tu với hư không đều không sở hữu Bạch Đức Thế Tôn như trong hư không, không có sắc để biết, không có thọ tưởng hành thức để biết, không có nhãn xứ để biết, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ để biết, không có sắc xứ để biết, không có thanh hương vị xúc pháp xứ để biết, không có nhãn giới để biết, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới để biết không có sắc giới đẻ biết không có thanh hương vị xúc pháp giới đẻ biết không có nhãn thức giới đẻ biết không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới đẻ biết không có bố thí ba la mật đa đẻ biết không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đẻ biết không có nội không đẻ biết không có ngoại không cho đến vô tính tự tính không để biết, không có bốn niệm trụ để biết, không có bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo để biết. Như vậy cho đến không có mười lực như lai để biết, không có điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng để biết, không có trí nhất thiết để biết, không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để biết, không có quả dự lưu để biết, không có quả nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề để biết, không có tất cả hạnh đại bồ tát để biết, không có vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật để biết. Việc tu bát nhã ba la mật đa cũng lại như thế, nghĩa là trong pháp bát nhã ba -la la mật đa sâu xa đây không có sắc để được không có thọ tưởng hành thức để được cho đến không có tất cả hạnh đại bồ tát để được không có vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật để được trong đây dù không có các pháp để được nhưng các đại bồ tát vẫn siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề thường không thối truyền cho nên ta nói các đại bồ tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa là việc rất khó. Hết quyển thứ 436